Sư dương công nhé bà các cung tu thuộc quả cơ thể chốc thiên kiểm tối gian trong công việc hàng ngày. Ý nghĩa thiên an là gì? Sử dụng công nghệ. Công nghệ là Kỹ thuật. kỳ xui, Nè nè, công nghệ. kỳ xui Sư dương. kỳ dùng Hay không? sai không, kỳ Nè. xui hà sai dùng kỳ xui sai dùng quá Nè, công cụ hiệu quả. công cụ hiệu quả. Nè. Công cụ hiệu quả là hiệu quả. Hiệu kiến công cụ hay không? Hiệu quả có kinh cà cu à? Ừ, công cụ. Công cụ là cà cu. Công Công cụ cụ. nè Công cụ. nè nên có Công thể là cụ. được Hiệu quả cho kim công cụ nâng. đây là Giúp, có thể giúp tiết kiệm thời gian si can chói ra cười nè rồi à đâu rồi à chung gì ta nè trốn công vết trong công việc hàng hàng ngày. ngày Hàng ngày là mẹ ý sang sẽ hóa để ý sang mẹ âm gì mưu mẹ ý sang sinh hoài mẹ ý sang công việc âm mưu ở sau ý sang âm mưu ở thì sau sang ở mù mẹ để sau xó si gan chờ đợi cứ thua chúng ta qua chúng đi đã nè ok cao hai hoạch công việc trước cũng là một cách hiệu quả để tăng cường tiết kiệm thời gian. lập kế hoạch tuần về trước cũng là một cách hiệu quả để tăng cuốn cuốn tiết kiệm thời gian. Ý nghĩa thứ hai là gì? Lập kế hoạch công việc trước Lập kế hoạch công việc, lập kế hoạch công việc om mưu kế hoạch cười hát kỳ nên mà ở đâu để mà món âm cho mưu om mưu kế hoạch cười hát kỳ nâng nè một anh cũng hát kỳ nâng cũng là một cách hiệu quả là một cách hiệu quả là hiệu quả cho kim bằng bóp chưa nghe à, Hana hiệu quả cho kim Hana nè để tăng cuồng bởi tăng cuồng bởi cuồng bằng bóp Hana nè Inida để tăng cường tiết kiệm thời gian xin si gan can trời ra cười tăng cường à? cố Tăng lên cường là gì tăng cuồng là cơ mà nhé. chừng Chứng cả đề chứng đề chứng chừng đề đấy nè tăng cuồng olida chứng chừng tê có chừng để tăng cường đề nè tăng chừng cuồng xe anh ấy khẳng bộ chứ nghe anh ấy người ta chừng ke chừng 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 te ha kiwi he nè hiệu quả cho kin thằng bóp chung nhé hà nội người ta một cấp thôi bằng bóp nè nè trùng nghề hana inida nè ok cao ba câu ba là tự động hóa các quy trình làm việc có thể giảm bớt thời gian và công sức cần thiết. tự động hóa và quy trình làm việc có thể giảm tốt thời gian và công suất cần thiết. Ý nghĩa thiên hạ là gì? Ý nghĩa tiếng Hàn là tự động hóa là Chà đông trà tô ngoả nè các quy trình làm việc
quy trình làm việc là ống mũ Phải cứu chọn. tròn à? À, phải chọn ấy. Ống Quá mũ chọn. còi tròn. Quá chọn. Quá chọn trả tổng hòa nên. Cô thể chăm bốc chăm. Quả tròn. Ừ, Từ tốt. rân. Chăm bốc. Chú đeo rồi đó. Có thể giảm bớt thời gian là Sĩ đi can. càn Ừ. cưi. Chú đeo rồi đó. Chăm. Thời thời cô Nè, chú đi phố và à, thời lý cô nè không sắc cắn chị là hết công như sức cần thiết, video và sư chưa được vì điều hoàn công sức công sức cắn chị cần thiết. Công sức là sức lao động à? Nổ tôm. đối được trả Nổ tôm. đối được đối được trả đây được Nổ rock. nè trả đẹp Nổ rock. công sức cắn chị. Công sức cần thiết là video han. Đối đáp, đối thoại đáp thành đề. Nổ rock. Cười. Thoại đáp thành Công sức. Chòi rắp. nè, thoại đáp. Ăn mì đà. Nè, nè. Cao bốn. Câu 4, đơn giản hóa công việc và loại bỏ các bước không cần thiết cũng giúp tiết kiệm thời gian đáng kể. Giống dạng của công việc và lôi bộ các vuông không can chế cùng trước thiên kiện tội giản đàn kê ý nhà thiên hạ là gì Đơn giản hóa công việc. công gian Ông hòa mù. là công gian hòa công việc là công Càn tan hỏa. à khán ta là Càn xô hỏa. ấm mưu khán ni đoạ ấm mưu khán ta là nên khán ta là hòa Càn nói tan tôn hỏa. bộ các vùng cũng gắn chết với video ăn có sự vùng vùng bởi vùng là gì Bước là thán kể. hành nghề với video ăn có sự hành nghề cho lôi bộ vô các bố Loại bỏ. à loại Loại bộ bỏ là treo hu tả. à theo nên có sự ừ. À, tổ hán giúp thoa cho tên kiếm tôi gian tăng kế là gì Là bước. Bước bước à, đáng kể á. Cần thiết cũng giúp tiết kiệm thời gian đáng kể. Đáng kể là đáng kể. Chọc tan à? À chọc à, Thời chọc đáp. tang. Tiết kiệm thời gian xong sang tang. Sang tang. Tăng tăng à, tăng kệ Sang tăng tăng tang. à, tăng ăn Sang sĩ gan tang. người đã gửi qua thì sự sẹo này Sang tang nữa. Si can tròi ra khơi. Cầu qua trùng gì đá. nè à, cao nắng Câu 5 là ưu tiên công việc theo mức độ quan trọng, giúp phân chia thời gian một cách hiệu quả hơn. ưu tiên công việc theo mục tốt quan trọng chấp quan trả thời gian một cách hiệu quả hơn ý nghĩa thiên an Ưu tiên công việc. Ưu mưu tiên công việc là âm mưu ủ nhỏ son. lớn mục tiêu là trong tốt chủ nhau ăn trong tốt Theo mức độ quan trọng, mức độ là trong tốt quá chê. và chế à. 과제 중요한 과제를 따라 반지하라 분배 시간 분배 반지하라 시간 분배 Đi can.더 Mức độ quan효과적인 trọng방법으로 시간 giúp phân분배를 chia도와줘 thời gian một cách hiệu quả hơn. Phân네네 chia thời gian là si gà nơi à,분배 cái mức độ quan trọng cũng về bè si gà nhìn bè. thôi hiệu quả cho nên bằng bộ về thời gian phân bổ rất doa Qua rồi. Một cách hiệu quả hơn. nè một hiệu quả Hiệu quả. nè thôi hiệu quả cho nên bằng bộ một cách
con bọc Bóp. Con chó kìm bằng bóp. mới thua rồi đó. Nè Mười. à, em sẽ đọc cao thêm về, tôi sẽ đọc theo em. Sử dụng công nghệ và các công cụ hiệu quả có thể giúp tiết kiệm thời gian trong công việc hàng ngày. Sử dụng công nghệ và các công cụ hiệu quả có thể giúp tiết kiệm thời gian trong công việc hàng ngày. Đâu phải. Câu 2 à? Câu 2 là lập kế hoạch công việc. Lập kế hoạch công việc trước cũng là một cách hiệu quả để tăng cường tiết kiệm thời gian. Lập kế hoạch công việc trước cũng là một cách hiệu quả để tăng cường trên kem tội danh. Cào vã, cào vã. Câu 3 là tự động hóa các quy trình làm việc có thể giảm bớt thời gian và công sức cần thiết. Tự động hóa các quy trình làm việc có thể giảm bớt thời gian và công sức cần thiết. Chết. Sao không? Câu 4 là đơn giản hóa công việc và loại bỏ các bước không cần thiết cũng giúp tiết kiệm thời gian đáng kể. Đơn giản hóa, đơn giản hóa công việc và lôi bố các bước không cần thiết cũng giúp trên kia tôi dán đăng kế cao lắm. Ưu tiên công việc theo mức độ quan trọng giúp phân chia thời gian một cách hiệu quả hơn. Ưu tiên công việc theo mức độ quan trọng giúp phân trả thời gian một cách hiệu quả hơn. À, tôi sống kể biết sao từng hóa thành sự nó. Tôi so về với Cái sự có chào cái mình đang tăng mà dụng cái đường sử dụng phân so tích sọc này và nâng cao thực tế chuyên hành rồi hàm bọn này phải không? Để tôi cho kiến kỹ thuật qua thủ cử sử dụng hàm nhân hoặc qua ilsang ẩm mưu sau thời gian để chờ đợi phải. Yêu chó kìm kỳ xùi quá thổ cô rơi xa dông hà mion đi sang ông mùi giò si ca nơi trời đã khai xùi xâm nhị tà. Chúc tôi cho kiến chỉ sử and công nghệ thuộc qua và sử dụng Từ công nghệ công nghệ hiệu quả hiệu quả và và công cụ công cụ có thể tiết kiệm thời gian có thể trong công việc hàng ngày. tiết kiệm thời gian trong Yêu công việc cho hàng ngày. từ và Nè cao hãy 일을 미리 계획하는 것도 시간 절약을 증대하는 효과적인 방법 중 하나입니다. 럼 네. 일을 이를 미리 계획하는 것도 시간 절약의 증대하는 효과적인 방법 중 하나입니다. 네, lập Lập kế hoạch trước, kế lập kế hoạch trước hoạch cũng lập kế là hoạch công việc trước cũng là lập kế hoạch công việc trước cũng là một cách một hiệu cách quả hiệu để tăng cường quả tăng cường tiên kiếp tôi tiết dân kiệm thời gian. nè tan tan cung alcohol tan cung tan tê tan cung tê tan cung xin kết thời gian nè alcohol cao và ông process를 자동화하면 필요한 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. Câu 3 là 업무 프로세스를
Trà tung hoa hà nhân. Khi điêu hàn xì càn qua, nổ đong cười. Trời đã khai xuôi xin gì ta. À, trà tung hoa là tu tung hoa, tu tung hoa. Sự tập hóa. Cái gì? Proceso là gì? Pro Quá process. trình, quá trình, quá trình, quá trình, Pro quá trình, công việc, quá trình, công việc, quá trình làm việc có thể tiền kiếm, có thể tiết kiệm thời gian thời cần thiết gian, và công sức. công sức, công sức này. Tiết kiệm thời gian cần thiết và công thức à? Process, process Quá là trọng, quy trình, quy trình, quy trình, tự động hóa quy trình trong nhá. để tu tu Quy trong trình à? à tu tu Process là quy trình. quy trình công việc Quy trình là quá trọng. nè nè quy trình quá trọng process 과정 같은 말이에요. Process, process. Process는 thiên an영어예요. Yeah. Process. Nè, 과정. 가봄, 업무를 단순화하고 불필요한 단계를 제거하면 상당한 시간을 절약할 수 있습니다. 업무의 단순화하고 불필요한 단계를 제거하면 상당한 시간을 절약할 수 있습니다. 네. 아, 단순화가 뭐예요? 라지? 단순화? 단순화, 단순화, 아, 둔장화, 동작화, 단순화, 공백, 라, 간단화. 예, 단순화, 예, 간단화. 간단화 있어요? 예, 같은 한 말, 말이에요. 간단화, 단순화. 단순화, 간단화. 예, 공백, 단순화. 깐봇, 단순화 công việc căn bốt và có căn thiết căn loại bỏ các bước không cần thiết à? thiết căn bố căn căn bốt căn thiết để thu gian thiên kế thu gian tăng kế là tăng tăng hắn tăng kế tăng kế Đáng kể nè tăng tăng loại bỏ các đơn giản hóa công việc và loại bỏ các bước không cần thiết thì có thể tiết kiệm thời gian một cách đáng kể. nè có thể Tăng tăng loại bỏ là chề go ha tà cam cam bột cam bột anh em cam bột chề chú đi go ha tà bằng với à chú đi che u cam tà bột cam cạn bột thai ô. yeah. À, chú đi đã anh kia rồi chú đi đã chơi qua đã biết thế rồi cao Hàn nạp kê rư che u tả. chú đi đã À chu chu đi tả. Nè, 제거하다, 없애다. Chu đi tả. Chê co ha tả.네, 없애다, Ops ops 제거하다. ops xe tả. Nè, 비슷해요. Ops xe tả.네. 네, 알겠습니다. 다음, 중요도에 따라 업무를 우선순위로 설정하면 시간을 효율적으로 분배할 수 있습니다. 중요도에 따라 업무를 우선순위로 설정하면 시간을 효율적으로 분배할 수 있습니다. 이거는 대요 관종일 테고 우선순위 우첸 우첸 theo tiến độ à? À theo우첸 gì?우첸 공백 대요 관종 Theo설정하다라 설정 우선순위 계획 nếu설정 하면 nói cho có nếu thể lập ban à ban phân hoại phân biệt còn kiểu phân mày vô duyên lắm phân mày cái chuồng để mày đi vào đây không quá vô duyên tôi chẳng nhìn câu này
có thể phân Không không phục phân kiểu chia một thời gian. cái một chỗ, một chỗ quan trọng, một chỗ quan trọng, một chỗ chiếc chiếc bán chia, bán chia thời Phân gian chia thời một cách gian. chỗ qua hồn, một cách chỗ qua hồn, một Thì cách chỗ không qua hồn, một ưu cách tiên công chỗ việc qua hồn. theo mức độ quan trọng, có thể phân chia thời gian một cách hiệu quả. Trên à, trên theo quan trọng là một cách cái tổ đội trên xuống Từng yêu tôi ta đào một một cách chốt qua chốt phân qua cái gì à, hồn phân trước chia trước à, cái gì nhỉ, trước trước ưu tiên thời ưu tiên công việc theo ưu mức tiên độ quan trọng, có trước thể phân chia thời gian ban một cách hiệu ban quả hơn. chia ban chia ban chia cùng về Soi tròn hơn, ban chia cùng về soi tròn là thiết bị, ý xin gì đó tôi cho soi là tròn ông mua rơi, soi tròn hà tà là gì? cùng về theo mốc tố mốc tố mốc Mức chọn độ là, mức độ là trùng yếu tố nè quan trọng chủ nhỏ mục quan tiêu trọng. à, chủ yếu mục tiêu mục tiêu khác những cái sự à, giúp ban chỉ phân bổ thời gian phân bổ rồi có hiệu quả cho guru bằng bộ guru thời gian phân bổ hạ độ rồi giúp hóa giải đi đó chủ tính công việc tiêu mục tiêu quan trọng mục tiêu mục tiêu nè chưa có Phân chia thời gian. À,읽어볼게요. 따라 읽으세요. 효율적인 기술과 도구를 사용하면 일상 업무에서 시간을 절약할 수 있습니다. 효율적인 기술과 도구를 사용하면 일상 업무에서 시간을 절약할 수 있습니다. 일을 미리 계획하는 것도 시간 절약을 증대하는 효과적인 방법 중 하나입니다. 일을 미리 계획하는 것도 시간 절약을 증대하는 효과적인 방법 중 하나입니다. 업무 프로세스를 자동화하면 필요한 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 업무 프로세스를 자동화하면 필요한 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 업무를 단순화하고 불필요한 단계를 제거하면 상당한 시간을 절약할 수 있습니다. 업무를 단순화하고 불필요한 단계를 제거하면 상당한 시간을 절약할 수 있습니다. 중요도에 따라 업무를 우선순위로 설정하면 시간을 효율적으로 분배할 수 있습니다. 중요도에 따라 업무를 우선순위로 설정하면 시간을 효율적으로 분배할 수 있습니다. 네, 아, 이거 이제 대행한으로 한번 이야기해 볼까요? 네. sử dụng công nghệ, và các công cụ hiệu quả, hiệu quả à, hiệu rủi cho kinh thì xui qua thổ phù rưỡi sa dùng hà miên, có thể giúp tiết kiệm thời gian trong công omu à, ý sang omu sao 시간의 절약할 수 있습니다. 네, 좋아요. 또하야 업무를 미리 lập kế hoạch, 업무를 미리 하는 것도 네. tăng cường tiết kiệm thời gian, để tăng cường xì gan chói ra cưới, tăng cường
Tăng cường là gì? chứng đề chứng đề chứng đề Chừng ôn đề. nè chứng đề Chừng hắn nhé tê hà nân à, bằng bóp chung ha na y đả. nè Câu 3. Tự động hóa. Om mu pro à, à xê sư cái gì nhỉ? Pro xê sử rưỡi. Tự động hóa À đâu? Nè, tự động hóa. À processor rưỡi trả tung hòa. Trả tung hòa hà miên. Có thể giảm chẳng cứ đây xì càn nơi nè xì càn nơi cứ đi cố chủ chủ giảm đi cột cô nè và công nó sức cần thiết cần thể không xì càn qua à chứ anh quá xì càn qua pi bù pi điều hàn công sức là gì nhỉ? à can thiệp필요한 à, công suất 감소해요. 불필요한 것을 감소하고 시간을 줄여요. 간을 주라. 네. 다음. 네, 그 뭐라? Đơn giản hóa công việc. Đơn giản hóa công việc là Anh omu hàn xuân hoa hà tô loại bỏ các nước không cần thiết. Rồi Bùi phi điều hàn thản kề rươi chế cò hà miên rồi này giúp tiết kiệm gian đáng kể. quán trên tiền tôi trả Sang tàng hà nân nè xin gắn chỉ được can trói ra cươi tiếp qua rồi qua rồi. nè bảo nắng Câu năm là ưu tiên công việc à. Ông mô trùng yêu tô e ta ra nè ưu tiên ông mô rươi bù son ù son ù son gì nhỉ ù yeah. son hà miên Nè cách hiệu quả bán hiêu du chọc kim nè bán bóp si càn nơi bùn bè hay sủi sân đi đà nè jóayo ưu tiên chuẩn bị từ một số phần chúng sẽ tăng giá thời gian một cách hiệu quả. Nè, 이번엔 내가 해봅니다. 수중 공해 효과 và của các công cụ trước có thể liên kết trong công việc hàng ngày. Lắc kế hoạch, làm việc chung cũng là một cách tăng cường hiệu quả một cách hiệu quả để tăng tăng cuốn kiến thức tôi ra tự động hóa các quy trình làm việc giúp tôi dân và cầm 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 bút tôi dân và không biết nổi được Là công sức à? công sức nè công sức công sức
làm việc, công việc. Đấy, các kiểu. Thành là là đơn giản hóa. tính toàn hóa công việc cô lôi bố can chết cô lôi bố can bút can chết trước trên tiệc thời gian tăng kể ưu tiên làm việc theo mục tiêu quan chúng trước quan trả thời gian một một cách một phút qua hơn hiệu quả hơn này theo ai hết bốc kiểu nhé anh nhau ở thức kê gì nè Này ăn ngon quên chân nào chết cô ấy xích ra nơi trở ra khá nơi kỳ xuế ế xem các khá cô ấy sợ sợ nó nên học tết.나도 마찬가지야. 시간을 더 효율적으로 활용할 방법을 찾고 있어. Ừ có, chú Vân xem các gì à. Theo như trò chữ đồ, xí gà nơi hoài dung hà mẹn. Thả rừng ý từ rưỡi ủy hàn, xí gà nơi hoặc bồ hai xuôi sò nó nâng của ro chúng in của chê cho kinh kỳ xù ri in nhí나는 업무를 더잘 정리하기 위해 생산성 앱을 사용하고 있고, 가능한 경우에는 업무를 분담하려 하고 있어. 그 것들은 전저 전략 같아 업무의 조직화하고 분담하는 것은 분명히 많은 시간을 절약할 수 있어. 네, 좌우반 모두 때 나올로이. Không tệ, hay không tệ lắm. Thì đang suy nghĩ về cô nào á? Chị đang suy nghĩ về các thuật tiết kiệm thời gian gần đây thôi. Còn bạn thì sao? Cũng vậy, đang cố gắng tìm cách làm việc hiệu quả hơn Đáng hết. bởi thời gian của mình. Đó là một ý tưởng tốt, làm việc hiệu quả thực sự, có thể giải phóng thêm thời gian cho những việc khác. Bạn có xem xét các kỹ thuật cụ thể nào không? Tôi đã sử dụng các ứng dụng tăng cường năng suất điện chi tiết Đi chi lên bếp đi. tôi Cô nào á? tổ chức các nhiệm vụ tốt hơn và tôi cũng đang cố gắng phân chia nhiệm vụ mỗi kỳ có thể Những chiến lược đó.